Chị ơi, chị cho em cái món bún xào, bún thịt nướng, mì xào hải sản với cho em món siêu thị cũ đi. Cái đó là địa chỉ em ơi. Địa chỉ hả? À chị hả, chị thôi cho em cái món điện thoại 0789. Ủa giỡn mặt hả? Không hiểu cái kiểu gì, ngủ 9 rưỡi chưa dậy. Buổi sáng không dậy để em ăn gì. Không quét cái nhà, không quét cái sân, không gì cả. Yà re yà re, momari no nagashi. Thích bên Nhật này như là ông ấy cặp với cả Atula Phương Trinh gì vậy. Sướng này cơm à, trước khi đi tu, tóc của ông ấy đây này. Damn. Này còn sốc hơn này. Ngày xưa ông ấy ông còn thích tôi cơ. Hả? Sư thầy LGBT á. Hãy cảm nhận nỗi đau, hãy suy ngẫm về nỗi đau, hãy học cách chấp nhận nó để biết thêm về nó. Những ai không biết đến nỗi đau sẽ không thể nào hiểu được thế nào là hòa bình thật sự. Đến lúc thế giới này phải trả cho ta 400 triệu viên thuốc hồi chinh. Anh là TikTok. Idol, cho em xin gửi anh ấy nhờ. Thôi cua, anh nào mốt ít quá. Ui được quá nhờ, idol cho xin ít bịa đi. Giữa đường này luôn á. Đúng rồi, cho thằng em này thử tí bịa người nổi tiếng nè. Đúng rồi, làm luôn đây làm gì nữa. Làm bịa đi. Má cái thằng giòn giót.